vậy? Sao? Ngồi xuống. Ơi cáo. Ủa, làm gì bữa nay mặc đồ giống năm 1900 hồi đó vậy? Thì anh kêu là bữa nay đi quay chiếc xe nào mà 1900 hồi đó thì em mặc đồ cho giống như vậy cho hợp gu. Này em, hôm bữa em về quê em lấy đồ của má em hoặc là bà mẹ của má em là bà ngoại em đúng không? Nhìn người ta giống Violet như vậy mà kêu. Sao? Giống cái gì á? Đọc báo gì vậy trời? Đọc mấy cái tin tức rồi nè. Tại sao? Tới chưa anh? Xong rồi nè. Ngồi chờ em nãy giờ lâu quá. Mà bữa nay mặc đồ giày hồi đó. Người ta đẹp như vậy mà kêu vậy, hồi đó áo hồi đó quần hồi đó vậy. Anh em thấy Gia Hân có đầu tư không? Mình nói quay xe hồi đó là bây giờ Hân mặc đồ hồi đó. Sao em không chịu make up theo kiểu hồi đó? Make up màu mèo vàng vàng chanh chanh rồi. Em đâu biết make up là gì đâu. Rồi, từ nãy giờ em biết xe này xe gì không? Xe của Honda. Thấy chữ Honda là xe của Honda hả? Chứ xe gì? Anh nói thiệt luôn, con gái bây giờ Nova. Con gái bây giờ người ta chỉ biết Raider Sachi thôi. Làm gì biết tới chiếc này? Chiếc này là ông nội của Raider Sachi Sonic luôn. Ủa nhưng mà cái này là của hàng Honda mà, Raider đồ, cái kiểu của Suzuki mà. Nhưng nói chung một cái kiểu dáng. Kiểu dáng gì em biết không? Interpol. Đồ biết luôn rồi. Trời ơi. Thì con này cũng là Interpol. Mà con này là huyền thoại. Hồi nãy anh có nhắc tới đứa con của gió biết không? Ừ. Là tại team sao? Team của Nobita hả? Tại sao người ta đặt như vậy không? Không. Team của Doraemon. Team của Doraemon. Biết rồi. Sao tại sao người ta đặt như vậy không? Không. Bởi vì ở thời điểm đó con xe này chạy nhanh nhất. Em tin không? Năm 1900 hồi đó. Thời mà anh chỉ là một con lăng quăng. Đúng không? Lúc đó là chưa. Con tinh trùng á đúng. Thì con xe này là con xe chạy nhanh nhất. Với tốc độ 160 km/h. Chị? Tăng tốc từ 0 đến 100 trong vòng 9,8 giây. Ghê chưa? Con này á hả? Ừ. 160 km/h. 160 cây số một giờ đó. Ghê vậy? Em nghĩ đi, biết xe này ra đời năm nhiêu không? 900 hồi đó. Tính ra nó 1994 đó. Ôi vậy lớn tuổi hơn em nữa. Em đó, Lúc nó sản xuất ra là em chỉ cần một con tinh trùng. Ôi là hôn bậy rồi đó, bậy rồi đó. Thì anh sẽ giới thiệu cho em ha. Tại vì bây giờ 2K bây giờ làm gì biết mấy xe này. Như cái con xe này á, nó là một niềm mơ ước của dân chơi xe thời bấy giờ đó. Thời trước không hả? Ừ, thời đó ai có xe này auto đẹp trai. Nhà giàu. Nó rất là mắc. Anh nghe chia sẻ của anh chủ xe á, anh chủ xe cũng là một người đam mê hai thì. Người ta nói chiếc xe này hồi thời điểm đó là tới 10 cây vàng mà 10 cây vàng có thể mua được mấy căn nhà đó. Ghê không? Thì xe này là động cơ hai thì. Em biết tại sao ở mình lại ít xe này không? Không. Tại vì bởi vì á, Việt Nam mình nó không cho nhập xe hai thì nữa. Lý do? Vì xe hai thì nó ô nhiễm khí thải á. Nó không đáp ứng được nhu cầu khí thải cho nên khi mà những chiếc xe này muốn về Việt Nam á, rất là mắc. Hiện tại chiếc xe này bây giờ nó rẻ rồi. Tầm 100 triệu. Nó rẻ hơn Gia Z. Gia Z tới 200 mấy chục triệu. Cái này thì anh chỉ kiểu như là tham khảo những anh em chơi xe thôi. Có thể là mình nói sai. Tại vì xe này ra đời lúc hồi đó anh chưa sinh ra mà sao anh biết được. Qua em thấy cái đầu không? Thấy đầu nó sao? Cảm nhận sao? Thì chiếc Raider thì khác gì đâu. Raider bây giờ đương nhiên nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà so với cái thời điểm đó là cái con xe này là cái con xe có kiểu dáng đẹp nhất. Thời đó chắc ba mình cũng chưa có tiền để chạy con này đâu. Em nghĩ đi. Mới cái vàng luôn mà. Hồi đó rim 199 mấy là đã mắc rồi, đã không có tiền mua rồi. Những con này nó còn mắc hơn những chiếc rim rất là nhiều quá. Nhìn nó dễ thương ha. Zin luôn á hả? Ừ, zin luôn, cute lạc lối. Chủ xe ráng zin nhất có thể. Nhưng mà chủ xe đã bị thay cái đĩa rồi. Cái đĩa của nó được đánh giá là thời bấy giờ là cái đĩa đẹp nhất, thiết kế đẹp nhất luôn. Không có đối thủ nào cạnh tranh được với con này. Ghê không? Bởi vì nó mới mắc chứ. Đây, cho mọi người xem cái bô đặc trưng.
đặc trưng của hai thì. Em thấy xì bo nó cũng giống vậy đúng không? Ờ, nghe cái vô nhịn. Thì nó hai thì mà. Ở ngoài đây hai cái đèn thì cái đèn này hồi xưa người ta ưa thiết kế như vậy nè. Tại vì hồi xưa á, cái kỹ thuật đúc nhựa của người ta chưa có, cho nên người ta chỉ đúc được như vậy thôi. Thì sau này kỹ thuật đúc nhựa cao hơn, cho nên em thấy mấy chiếc Raider Sonic đó, cái nhựa đẹp hơn. Nhưng mà thời bấy giờ cái này vẫn là đẹp nhất. Cái này giống như cái ly mũ. Cái đít ly mũ á. Cái gì? Nhìn cái này giống cái đít ly mũ nè. Nè, để dinh đến nỗi mà để reset luôn rồi thấy không? Ừ. Cho anh coi cái bản đồng hồ của nó. Nó cổ ha, nhìn nó cổ cổ. Nói chung là những chiếc xe này á phải là những người gọi là đam mê mới chơi được tới giờ, tại vì cái đồ sửa của nó anh theo anh nghĩ cái đồ sửa của nó rất là hiếm hơn từ thời xưa luôn. Nhưng mà anh chủ xe có chia sẻ với anh là cái con xe này á ở bên Thái người ta chơi rất là nhiều. Vẫn còn chơi rất là nhiều. Cho nên muốn thay thế con xe này là order phụ tùng từ Thái. Còn theo em, riêng một cái người nữ như em mà người nữ hiện đại đi những con xe hiện đại, đi BMW, đi Ducati, đi Mercedes. Mai mốt anh lấy chiếc xe kia anh khè với chiếc mẹ của em mới được. Chiếc nào thì, mà đòi khè với mẹ của em? Một người nữ phụ nữ hiện đại mặc đồ năm 1900 hồi đó. Ôi anh kêu là bữa nay quay clip xe 1900 hồi đó em mới mà giống như vậy. Em thấy con xe này nó làm sao, nó là một huyền thoại đó. Nếu mà đối với hồi đó thì em thấy nó rất là đẹp. Rất là đẹp, rất là phá cách luôn ha. Mà thời đó má đi xe này là auto đẹp trai. 10 cây vàng nhưng mà sống đẹp trai được. Em biết không, anh mượn những con xe này nó còn khó hơn đi mượn những chiếc siêu xe BMW cá mập bây giờ luôn á. Tại vì những anh chơi xe này bây giờ đa số là những anh lớn tuổi, không có bằng cái tuổi mình nữa. Mấy anh lớn với lại những con xe này người ta rất là cưng. Rất là cưng những cái con xe này. Tại vì nó không những là mỗi con xe đơn thuần mà nó là một kỷ niệm thời gian á. Em để thêm thời gian nữa là đồ cổ bán đấu giá luôn. Nãy anh cho em nghe tiếng vô rồi á. Em cho anh nghe chứ bộ anh đâu, đâu phải anh cho em nghe đâu. Đâu em ngồi thử coi đẹp không. Dạ. Xe này thì nó lùng rồi. Tại thời đó 1900 hồi đó người mình nó chưa phát triển, cho nên cái dáng xe nó lùn hơn xe bây giờ. Đẹp được ha? Lùn. Ngàn lời anh nói không bằng làn khói xì bo hả? Đúng không? Đúng không? Yeah. Bà, xe này là chiếc gì? À, ngàn lời anh nói không bằng khói Nova. Sao bây giờ em không nói là cái này ấy là đạp lên đúng không? Đạp không có đề. Theo anh biết là không có đề. Cái này á, những anh em mà xem clip á có góp ý về, có hồi cổ gì thì mọi người cứ comment vào rồi mình sẽ kiểu như học hỏi ý kiến chứ thực chất xe này mình cũng đâu có rành gì đâu. Không biết gì á, em mới thấy lần đầu tiên luôn. Thấy lần đầu tiên luôn hả? Dạ. Em thấy lần đầu tiên mà một cái xe cổ như thế này mà em vẫn thấy nó đẹp, có nghĩa là thời đó phải biết bao nhiêu người chết vì nó không, điêu đứng nữa. Cái vẻ đẹp của nó. Này giống đi cô gái là auto dính. Rồi, thời đó đi cô gái là auto dính. Giống như em vậy đó. Thời bây giờ biết bao nhiêu anh điêu đứng vì em. Vì mà em điêu đứng vì một thằng quỷ. Em mà có chiếc này mà hồi đó nha là em đi cua chai, em đi cua nát cái làng luôn. Trời ơi, chiếc này mà hồi đó em có hả? Là em không cần đi cua chai luôn, chai tự cua. Tính ra chiếc này hồi đó giống như bây giờ là chiếc gì ta? Giống như Lamborghini hả? Lamborghini? Chắc vậy, tại vì hồi đó đâu có được nhập xe hơi nhiều đâu. Xe này cũng đâu được nhập về nhiều. Nhưng mà tại đặt bây giờ nó lại rẻ nha. Bây giờ chiếc da dép nó mắc á. Bữa nào mình sẽ review da dép. Da dép? Da dép. Cho em chạy thử đi. Ok. Giờ chạy thử đi. Okay. Chứ biết gì đâu nữa nói. Đi. Thì nó 2 thì rồi 21 mã lực rồi tùm lum la gì đâu nói. Đi. Chạy. Cho Vinny chạy chung.
đưa bả chạy rồi coi như xe này tan tành á. 4 thì chạy không nên thân rồi, chạy 2 thì à. Rồi đi đạp. Ê mà tính ra em, dạ, Việt Nam mình hồi xưa 1900 hồi đó chơi xe cũng dữ quá ha, đâu có thua nước nào đâu. Người ta có tiền người ta mới chơi xe dữ chứ, tùy người mà. Mình đang hồi hoài niệm lại hồi xưa, hoài niệm lại cái quá khứ hào hùng của dân chơi xe ngày xưa. Cũng đâu có thua gì bên Thái Lan đúng không? Tại vì bên mình nó giá nó mắc, nhập về nó mắc quá, cho nên mình chơi thua nó thôi, chứ mà thuế ở mình mà bằng nó coi, mình cũng không thua gì Thái Lan đâu. Với lại bên Thái Lan như là độ xe không có bị bắt nhiều. Anh thấy bển độ màu mè đủ thứ. Em thấy bên bển nó dễ hơn bên này nhiều. Bên mình nó khó. Rồi chạy đi. Đi. Sao vậy ta? Hơn về chứ Hơn không biết nói gì trơn.